tạng đã trú và đây là một bệnh viện dã chiến. Các bạn theo tôi đi thăm xem ở đây. Vé thì là 40.000 một vé trên một người. Các bạn chuẩn bị tiền nhé. Chúng ta chuẩn bị cùng đi. Đầu tiên chúng tôi khám phá cái hang quân đi. Thật là bất ngờ bởi vì chỗ này rất rộng, có rất nhiều các phòng. Thì đây các bạn đang vào phòng meeting room, tức là phòng hội họp cho các bạn đang ở đây là không sợ gì mà cái chúng ta có thể thấy hình ảnh xung quanh đây, các đồng chí bộ đội đang họp với nhau và trong này nó rất là bởi vì chỉ có mình nói mình nghe xong. Các bạn đang đi thăm cái hang quân đi với đại tướng Thành Lan, hai bên là xương cá, có rất nhiều phòng. Không khí ở trong này có thể tôi cảm nhận được khoảng rơi vào tầm 25 độ, khá ẩm ướt, thì có thể lẽ lại là mùa mưa cho nên là cái hang có nước mưa chảy xuống, nhưng phải nói là cái cốt bê tông xây dựng ở đấy rất là chắc của thời vua của chúng ta, rất là tuyệt vời. Các bạn hãy thăm khám phá hang quân đi khi mà có dịp qua đây. Đây là cái phòng mà cho các chiến sĩ bị thương bị bệnh là chữa trị. Chúng ta thấy là cái này mô hình đấy, một cái cảm giác rất là hay là nói tiếng ồn nó vọng vào như kiểu một cái phòng thu chuyên nghiệp ấy. Rất là hay các bạn. Khu vực trung tâm hang rất là cao và cái sân này tôi ước chừng có khoảng tầm 100 m², khoảng 200 m² ấy. Thì đây chắc là cái khu mà nơi bộ đội của chúng ta có thể đứng để chào cờ hoặc là làm những cái công tác gì đó liên quan đến tập hội thao tập huấn gì đó thì rất là rộng, phải nói rất là rộng. Các quân đi vào một lối ra một lối thì các bạn đã thấy được trải nghiệm là những cái phòng khám mà trước đây bộ đội chúng ta đã ở đây để chữa bệnh. Cái hang này vừa rồi thì hướng dẫn viên du lịch đã hướng dẫn cho chúng tôi là 200 người ở trong này và các bạn thấy là khi mà đi ra khỏi hang không khí rất là nóng. Trong không hang và ngoài hang, hai cái nhiệt độ chênh lệch nhau. Đấy là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà các bạn nếu có dịp đi qua Cát Bà không nên qua bỏ qua điểm này. Đó chính là một trong những điểm tham xem đáng lưu ý trên cung đường đi từ bến bèo. Đi từ xin lỗi đi.